Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Thời gian vừa qua rất nhiều quý khách hàng có chia sẻ và hỏi bên Nhà Tốt Ngọc Ánh là ngoài những cái căn nhà mà chủ đầu tư xây thương mại thì bên em có nhà dân gửi bán hay không? Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị một căn nhà nhà dân xây đã được gần 10 năm và mới sửa sang lại. Có nhờ bên Nhà Tốt bán với diện tích 31 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng quý vị ạ. Về cái cơ bản thì chủ nhà có sơn sửa lại một chút để bán, và với cái vị trí của nó thì thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại chung cư The Vesta, gần với chợ Sống và xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Thiết kế của ngôi nhà này 31 m, xây 3 tầng, mặt tiền của ngôi nhà hơn 4 m và mặt hậu cũng vậy. Nói chung căn nhà này thì đúng như hiện trạng, vừa mới sửa sang trong thì còn thơm nguyên mùi sơn, và quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay ngõ trước nhà, thực tế được khoảng tầm 1,5 m. Tuy nhiên, nó cách với khoảng tầm hơn 100 m là ra tới đường ô tô đi lại quý vị nhé. Nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá xem với căn nhà nhà dân gửi mà sửa sang như thế này thì nó có hài hòa và hợp lý với quý vị hay không. Giá bán thì em để ở dưới phần miêu tả để quý vị có thể bấm ở dưới. Và với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người nhé. Và thiết kế của ngôi nhà thì cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa cuốn điện và bên trong là một lớp cửa kính. Mời người theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Nói chung nhà có như thế nào thì em sẽ quay và review cho quý vị nói là như vậy. Hiện trạng nhà thì bản chất nó là nhà cũ, chủ nhà thì chỉ sơn sửa và những cái gì cũ thì thay thế thôi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xây dựng, rồi nói chung mọi cái thì bán nhà theo hiện trạng. Cứ nói thẳng như thế để cho quý vị biết. Gạch này thì là gạch 40-40 mọi người ạ. Và cầu thang của ngôi nhà thì để ở cuối góc kia, cho nên đứng từ phía phòng bếp mà hướng ra phần phòng khách này tương đối là rộng. Đây là phần phòng khách này, đây là phần phòng bếp này, với phần tủ bếp này. Tủ bếp thì chủ nhà cũng có làm lại cho mình một chút mọi người ạ. Đấy. À, làm lại tủ gỗ vì ngày xưa thì nó cũng hơi cũ. Rồi là mặt bếp, nói chung là với căn nhà này thì vị trí nó cách với trường Đại học Đại Nam nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi mọi người nha, gần ngay với chợ Sớm và đặc biệt khá là gần với bến xe Nghĩa. Tính từ vị trí ngôi nhà nhà này mà đi ra tới bến xe Nghĩa nó chỉ khoảng tầm 700 m thôi, rất là thuận tiện đó. Phòng bếp có cửa sổ ô thoáng, thiết kế tương đối là hợp lý. Còn nếu mà để tuyệt đối thì thực ra nó cũng rất là khó. Trong mắt mỗi người một cái nhìn thẩm mỹ, trong mắt mỗi một hộ gia đình lại có một cái cung cách cũng như là một cái nhu cầu sử dụng là khác nhau. Cho nên là tất cả những nhà Ngọc Ánh quay review cố gắng làm sao để nói chi tiết nhất, rõ nhất cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng cuối cùng, đường hướng rồi là vị trí của nó để làm sao quý vị cảm thấy nó phù hợp với lại cái mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu đi lại, rồi là mọi cái nó thuận tiện với gia đình mình, thì mọi người có thể đến xem thực tế và có thể chọn lựa cho mình căn nhà ưng ý. Đấy, tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 mọi người ạ. Đây, vẫn có một bồn cầu và một lavabo rửa tay. Quan trọng nhất là vị trí thôi. Còn ở đây thì tương đối là gần với các trường tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học cao đẳng đủ cả cho mọi người hoàn toàn yên tâm. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, nếu như quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Bắc thì cũng đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Bởi vì theo Ngọc Ánh thì về cái giá bán cũng như là nếu như quý vị nào mong muốn mà nhà dân xây kiên cố chắc chắn, kể cả nhà cũ cũng được, bởi vì có rất nhiều quý khách hàng quan tâm cái phân khúc nhà cũ, thì trong video này là Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể cho mọi người rồi. Đó. Tay vịn cầu thang thì thiết kế đúng với lại ngày xưa mọi người ạ, toàn bộ là inox, mặt bậc thì là ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng là cầu thang giữa và phòng vệ sinh ở giữa, đồng thời hai phòng ngủ hai bên. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần đằng sau của ngôi nhà. Và hướng đằng sau của ngôi nhà thì là hướng đông nam cho nên rất là thoáng. Đứng từ vị trí ngôi nhà này thì ở đây sẽ bao quát được nhìn thấy chung cư The Vesta Hải Pháp mọi người ạ. Tương đối là gần, nó nằm ở trên trục đường Thanh Lãm, gần với Đại học Đại Nam, cách với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tương đối là gần, nó cũng chỉ khoảng tầm vài trăm mét thôi. Đó. Trên phía tầng 2 này thì chủ nhà có thiết kế
bỏ gạch cũ đi và thiết kế trên đấy là thay thế bằng là sàn gỗ mọi người nhá. Đó. Thực ra thì về kết cấu nhà là còn nguyên vẹn, nó chỉ khác cái là chủ nhà sơn rồi là làm lại những cái gạch nó cũ thì chủ nhà sửa sang lại để bán thôi. Vẫn là có nhu cầu chuyển đổi mục đích công tác sử dụng cho nên là mới sửa sang để bán. Thực ra mà để nhà cũ quá thì cũng không hẳn là khách nào cũng thích, cho nên chủ nhà thiết kế nó tóm lại là nó hài hòa, sửa sang lại cho nó hài hòa thôi, chứ còn về cơ bản thì nhà nó vẫn là nhà cũ. Đó. Cửa sổ hai bên trước sau. Và từ ngày xưa thì đến bây giờ chủ nhà cũng thiết kế rất chỉn chu đấy mọi người ạ. À. Vẫn hai lớp cửa và bên trong là một cửa sắt sơn tĩnh điện. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Đây. Với cái nhà này thì một cửa thông phòng là cửa gỗ, một cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm ngày xưa. Một phòng vệ sinh ở đây. Phòng vệ sinh đây mọi người ạ. À. Thì phòng vệ sinh này sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau, đầy đủ hết thiết bị vệ sinh để sử dụng cho ngôi nhà. Và mời người theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần cầu thang lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế tiếp theo cho quý vị là một phòng nữa để quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, trên phần tầng 3 thì chủ nhà không đổ mái mà thay thế vào đây. Mọi người có thể nhìn thực tế là quý vị là chủ nhà làm mái tôn. Đó. Trong phần tầng 3 thì chủ nhà thiết kế rất là hợp lý trong phần phòng ngủ đấy mọi người ạ. Ngày xưa cứ có hai cái ốp chân tường ấy thì đây. Với căn nhà này là như vậy. Đây, cửa thông phòng ở tầng 3. Và phần còn lại sân phơi. Đấy nhá mọi người nhá, Ngọc Ánh rất là chân thật luôn. Review có sao thì cũng chia sẻ với quý vị như vậy. Không hoa mỹ làm gì bởi vì thực ra ấy, nhà có sao thì quý vị đến xem là như vậy thôi. Nên là quý vị cảm thấy phù hợp, cảm thấy ưng ý, cảm thấy vừa với tầm túi tiền của mình thì quý vị đi xem. Chứ còn mỗi người một phong cách, mỗi người một nhu cầu, mỗi người một tầm tài chính. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Phần tầng 3 này thì là thiết kế sân phơi, đồng thời thì chủ nhà để một bồn nước ở đây, ở phía dưới tầng 1 thì có bể ngầm rồi. Ở trên này khu vực phơi phóng máy giặt. Đấy, nói chung là em đã review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Cho nên quý vị mà muốn tham khảo, muốn đi xem và được tư vấn đúng với lại những cái tầm tài chính của mình. Bởi vì bên nhà tốt không phải là chỉ có duy nhất một căn này. Rất là nhiều căn, quỹ căn còn rất là nhiều, hơn 1 tỷ cũng có. Vậy cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt theo đúng hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.